Việc kiểm tra hành lý ở các sân bay trở nên phổ biến và không còn xa lạ với nhiều người. Sử dụng máy soi hành lý để kiểm tra hành lý trước khi lên máy bay ở những khu vực quan trọng giúp bộ phận an ninh kiểm soát nhanh được những hành lý của khách, tránh được các rủi ro cháy nổ hoặc là mang vũ khí, ma túy, v.v. Vậy máy quét hành lý là gì? Chúng hoạt động ra sao? Hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Máy quét hành lý là một thiết bị công nghệ kỹ thuật tiên tiến ngày nay với công dụng nhằm hỗ trợ hay tìm kiếm ra những vật dụng cấm. Như vậy, các chất cấm trong vali như ma túy, thuốc nổ, các chất vô cơ sẽ không thể nào qua mắt được. Ngoài ra, giúp hải quan ngăn chặn tình trạng buôn lậu hàng hóa chất cấm một cách an toàn tuyệt đối. Máy quét sử dụng tia X để phát hiện các vật thể trong hành lý của bạn. Một mặt của máy phát ra cả tia X năng lượng thấp và năng lượng cao đi qua hành lý của bạn và chạm vào máy dò ở mặt kia. Khi tia X đi qua hành lý của bạn và những thứ bên trong, một số tia X sẽ bị hấp thụ. Các vật thể có mật độ thấp hơn, chẳng hạn như vật liệu làm bằng vật liệu hữu cơ, sẽ cho phép nhiều tia X năng lượng thấp hơn đi qua. Và những thứ có mật độ cao hơn sẽ hấp thụ hầu hết các tia X năng lượng thấp và cho phép một số tia năng lượng cao hơn đi qua. Dựa trên các tia X chiếu tới máy dò, máy sẽ tạo ra hình ảnh hiển thị. Tất cả các đồ vật khác nhau trong túi của bạn được tô màu dựa trên mật độ của chúng. Khi làm thủ tục check-in, nhân viên hải quan sẽ yêu cầu chúng ta đi qua máy dò kim loại. Mục đích là để kiểm tra chúng ta có mang các vật liệu cháy nổ, hoặc là vũ khí, hoặc là ma túy, nhằm đảm bảo cho một chuyến bay an toàn, tốt đẹp. Nguyên lý hoạt động của máy dò kim loại. Máy dò kim loại hoạt động bằng cách tạo ra dòng điện trong một cuộn dây theo các xung ngắn. Mỗi xung này tạo ra một từ trường trong máy dò trong thời gian ngắn. Khi một vật kim loại đi qua máy dò, từ trường này sẽ tạo ra một dòng điện khác trong kim loại, từ đó tạo ra một từ trường khác xung quanh vật thể. Sự can thiệp gây ra bởi từ trường này là âm thanh báo động. Và một điều lưu ý là khi chúng ta lên máy bay, không được cầm mang vác hộ bất cứ ai một vật dụng gì, để đừng có những đáng tiếc xảy ra như vụ 4 cô gái hàng không vừa mới xảy ra ít ngày ở sân bay Tân Sơn Nhất, Việt Nam. Xin được nhắc lại là cán bộ hải quan tại cửa khẩu sân bay quốc tế Sơn Nhất đã phát hiện dấu hiệu bất thường trong hành lý của 4 tiếp viên Vietnam Airlines đi chuyến bay VN10 từ Pháp về. Qua sàng lọc soi chiếu, hải quan nghi vấn vali của đoàn tiếp viên có chất cấm nên chuyển sang kiểm tra trực tiếp, tìm thấy tổng cộng hơn 8kg thuốc lắc và hơn 3kg ketamine, loại ma túy tổng hợp, và cocaine. Cảm ơn mọi người đã xem video. Hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.